Vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tiết kiệm Năng lượng Toàn quốc lần thứ 8 năm 2015. Đây là hội nghị thường niên được tổ chức với mục tiêu đánh giá những kết quả thực hiện của chương trình Mục tiêu Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, định hướng nội dung triển khai chương trình trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Tham dự hội nghị có đại diện Tổng cục Năng lượng, đại diện Sở Công Thương 63 tỉnh thành, đại diện các hiệp hội, các tổ chức quốc tế và 30 tập đoàn, tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Nhiều hoạt động tiết kiệm năng lượng đã được triển khai như hoạt động sử dụng hiệu quả năng lượng trong tiến trình phát triển đô thị được Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, hoạt động phát triển mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, trung tâm tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, sử dụng năng lượng hiệu quả trong việc phát triển đô thị xanh và bền vững tại thành phố Đà Nẵng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng và phát triển công trình xanh của Bộ Xây dựng, các hoạt động tiết kiệm điện như tuyên truyền, quảng bá sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thay đèn sợi đốt compact được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện, vân vân. Theo thống kê sơ bộ, chương trình đã đạt được tổng tiết kiệm năng lượng quốc gia là 5,96% giai đoạn 2011-2015, mang lại lợi ích kinh tế và xã hội, góp phần giảm đầu tư cho phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.